Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 trẻ lại có 7 trẻ được cha mẹ cho sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Việc nhìn gần và tiếp xúc với ánh sáng xanh trong thời gian dài nhưng lại ít tham gia các hoạt động ngoài trời khiến bệnh cận thị ở trẻ tăng nhanh. Tại Việt Nam, theo các thống kê khác nhau, tỷ lệ cận thị từ 20 đến 60% tùy theo độ tuổi và khu vực thành thị hay nông thôn. Ước tính, Việt Nam hiện có gần 3 triệu trẻ em độ tuổi dưới 15 bị mắc các tật khúc xạ cần chỉnh kính, trong đó tỷ lệ cận thị chiếm tới 2/3, chủ yếu tập trung ở đô thị. Đặc biệt, con số này tăng nhanh trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh phức tạp, trẻ hạn chế ra ngoài, tiếp xúc thiết bị điện tử nhiều. Cận thị nặng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập, vui chơi và sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Con rất thích chơi đá bóng, nhưng từ ngày con bị cận, con bị bóng bay vào mặt, mất bao nhiêu cái kính. Có lần con còn bị mắt kính văng vào mắt, từ đó bố mẹ con cấm con, không cho con chơi đá bóng nữa, con rất buồn. Ngày xưa con thấy các bạn đeo kính oai và đẹp trai và thông minh lắm, nhưng mà khi con cận con thấy nó rất là bất tiện. Lúc nào cũng phải đeo kính, không đeo kính thì con sẽ bị mỏi và đau mắt và đau đầu. Lúc nào cũng phải có một lọ nước rửa mắt trong túi, con thấy việc đấy nó rất là bất tiện. Ôi, em cảm thấy bất tiện lắm. Em là một người thích chơi thể thao nhưng mà lúc nào cũng bị gặp cản trở. Nhất là đặc biệt là khi đi đường em đeo khẩu trang thì luôn bị hà hơi làm mờ mắt không nhìn rõ. Đặc biệt là khi mà trời mưa em đi từ trường vào đến lớp là em mất không nhìn thấy gì rồi. Em cảm thấy rất là bất tiện. Mẹ em thì cũng đã mua dầu cá cho em uống nhưng mà em cảm thấy rất là khó uống và em không thích. Và bây giờ em chỉ mong đủ 18 tuổi để có thể đi mổ mắt. Theo các chuyên gia, bên cạnh những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, trẻ bị cận thị còn phải đối mặt với nhiều hệ lụy nguy hiểm. Cận thị không chỉ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt và đặc biệt là học tập ở trẻ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Trẻ bị cận thị cần sớm được điều trị để tránh tác hại gây mệt mắt, thậm chí là nhức mắt hoặc là nhức đầu. Không chỉ vậy, cận thị còn có thể dẫn đến những cái bệnh lý như là lé mắt, nhược thị hay là co quắp điều tiết và sẽ để lại những cái di chứng cho thế hệ sau. Trẻ bị cận thị sẽ xuất hiện những cái thay đổi do đáy mắt bị thoái hóa, hậu quả cuối cùng là mất thị lực, không thể phục hồi được. Vì vậy, cha mẹ nên áp dụng các giải pháp để hỗ trợ cải thiện cho trẻ càng sớm càng tốt, đặc biệt ở độ tuổi dưới 18, bởi vì đây là cái độ tuổi cơ thể trẻ có khả năng phục hồi cao và nhanh. Bố mẹ có thể áp dụng một số phương pháp như là thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ. Hiện nay trên thị trường, từ phản hồi của người dùng và các hiệu thuốc thì sản phẩm bổ mắt Igon là cái dòng sản phẩm duy nhất bổ sung lutein và zeaxanthin. Đây là hai thành phần cấu tạo nên võng mạc và điểm vàng của mắt rất quan trọng để phòng ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Bên cạnh đó là các dưỡng chất cần thiết được đánh giá là giải pháp hữu hiệu giúp phục hồi thị lực hiệu quả như là gì ạ? Như là chiết xuất việt quất thì sẽ giúp cung cấp các chất oxy hóa như là anthocyanin và polyphenol giúp cải thiện cái triệu chứng mỏi mắt, viêm mắt và bảo vệ võng mạc khỏi sự thoái hóa. Chất vitamin A thì đây là cái chất mà bao phủ bên ngoài giúp làm sạch và bảo vệ giác mạc, mang lại tác dụng làm sáng mắt và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Vitamin B1 và B2 thì đều là những cái dưỡng chất cần thiết giúp bổ sung cho mắt cũng như là giúp mắt chống lại cái tình trạng oxy hóa. Vì vậy, bổ mắt Igon là một cái sản phẩm phù hợp với mắt bị cận thị và sản phẩm này thì có tác dụng là giúp giảm mờ, nhòe khi nhìn, hỗ trợ quá trình điều tiết của mắt và giúp mắt giảm khô, mỏi, đau nhức mắt, chảy nước mắt sống, làm tăng cường thị lực, ngăn ngừa cận thị tăng độ và tăng cường lưu thông máu, giúp mắt thích nghi tốt với sự thay đổi của cường độ ánh sáng, bảo vệ và nuôi dưỡng mắt từ bên trong, hạn chế các tác hại của ánh sáng xanh với mắt, chống oxy hóa, hạn chế tác hại của tia cực tím và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Với mong muốn mang đến một đôi mắt sáng tinh anh, bổ mắt Igon đã ra đời. Sản phẩm được đánh giá là giải pháp chăm sóc mắt an toàn, hiệu quả từ các thảo dược tự nhiên, thân thiện với cơ thể. Bổ mắt Igon là sự kết hợp từ các dược liệu tự nhiên, nổi bật nhất là việt quất cùng bông cải xanh, DHA, lutein, zeaxanthin, các vitamin A, B, tạo thành công thức bảo vệ mắt chuyên biệt dưới dạng siro, dễ hấp thu và tiện dùng, từ đó nâng cao hiệu quả bảo vệ, nuôi dưỡng võng mạc và thủy tinh thể từ bên trong, hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm mờ mắt, làm tăng hiệu quả kiểm soát cận thị ở trẻ một cách tối ưu nhất mà không phải đeo bất cứ kính, gọng kính, không phẫu thuật. Con vẫn bị cận nhưng giờ đã giảm rồi vì mẹ con cho con uống bổ mắt Igon. Hôm trước con có đi đau mắt
con bị cận 2,5 độ, nhưng giờ đã giảm xuống 1,25 độ. Khi con nghe thì con cũng rất giật mình, nhưng máy đo thì không thể nào sai được. Bây giờ con cũng có thể đá bóng nhưng không cần đeo kính. Và con cũng có thể nhìn thấy đồ vật từ xa, gần rất rõ nhưng không cần phải đeo kính. Nên bây giờ con chả cần phải đeo kính nhiều như trước nữa. Mẹ con bảo con phải kiên trì dùng bổ mắt Ion vì sản phẩm này giúp bổ sung ẩm cho mắt từ bên trong. Con mới uống được 2 tháng mà con đã cảm thấy nhìn rõ hơn rất là nhiều. Con không cần phải dùng thuốc nhỏ mắt nhiều nữa mà không hề bị khô mắt, mỏi mắt. Những ngày đi học, nhiều mắt con cũng không bị nhức mỏi, con không thấy bị đau đầu nữa rồi. Bây giờ con tháo kính ra, con có thể nhìn thấy rõ đồ vật ở gần. Sắp tới con đi khám mắt lại, con hy vọng độ cận sẽ giảm và con sẽ không cần phải đeo kính nữa. Trước đây em cứ nghĩ một là phải đeo kính cả đời, hai là phải tiết kiệm tiền để đi mổ cận. Nhưng bây giờ em chẳng cần phải áp dụng những cách trên nữa mà vẫn có một đôi mắt khỏe. Mặc dù thị lực của em vẫn chưa có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng giờ em đã có thể tự tin tháo mắt kính ra và nhìn mọi vật xung quanh hay là làm bài không cần đeo kính nữa. Và tất cả, đặc biệt là khi em đeo khẩu trang hoặc là đi vào trời mưa ấy, thì mắt kính sẽ bị mờ hoặc là bị nhòe khiến em không nhìn rõ. Nhưng bây giờ em có thể không bị những cảm xúc như thế nữa, tất cả đều nhờ bổ mắt Igor đã giúp cho em không phải bị những cảm xúc ức chế khó chịu khi mà em phải đeo kính. Và em không ngờ rằng em có thể giảm cận không phải đeo kính một cách hiệu quả này, nhanh chóng như thế này. Giữa thời điểm tỷ lệ cận thị học đường ngày càng gia tăng, những giải pháp hỗ trợ như bổ mắt Igon được đánh giá là giải pháp hữu hiệu để cải thiện thị lực ở trẻ. Với sự tiện dụng đơn giản và an toàn, trẻ có thể kiểm soát cận thị bằng bổ mắt Igon trong tầm tay.